xả không bao giờ cũng chặt đấy. Cho mấy đường đun nước, đun nước to. Lễ đón đoàn Bộ trưởng Quân sự Thái Lan bắt đầu. Hơi trùng trùng đi. Cho xả mới gừng thơm. Đoàn Thứ trưởng ra vị trí đón khách. Cho hầu vào cứ há mồm này rớt này. Bộ trưởng Quốc phòng từ sở chỉ huy ra vị trí đón khách. Một số chào. Đoàn xe chở khách từ từ qua cổng. Xe dừng, cửa xe mở. Bắt tay. Tặng hoa. Xong. Chế độ lái yêu thích. Bộ trưởng anh dừng báo cáo. Tức là điều chỉnh từ điều hòa ghế lái. Kính mời ngài. Ra gần lưỡi nó còn chớp. Dương. Đội danh dự. Cứ gần đấy này. Danh dự chúc Bộ trưởng Hoa. Có số Hoa. Tự nhiên không? Được phải. Quay. Đi đâu? Bước. Mình nếu không Hãy
hơn 1 cân. Hơn 10 cân hàu cỏ thì bốc ra được khoảng 2 cân một chuột. Cũng vậy, cũng là lên buồn ngủ nhà. Cá hồ mà ấy, cá em buồn mạnh quá. Cá em nhảy ổ. 3 cân một cười xào hồ. Trong nó bún về với cá sơn quấn chấm. 3 cân một cười xào hồ. Hầu chi nước. Hầu nước mà nha. Xong cái nhìn nhau, nước hầu ăn. Em tiếp theo cái lò nướng, làm sao lò nướng giờ thì là tôi chín hơn dầu. Nó làm tâm lý mẹ ăn thì ngon, em ngon hơn nướng thì tất nhiên là ngon rồi. Nó làm như thế này lần sau mua về không phải hấp đâu, hấp cách thủy không ngon. Anh cho gừng.